Hello, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món bột tỏi. Mình dùng 500g. Sau khi chúng ta bỏ vỏ tỏi như này rồi, chúng ta sẽ thái tỏi ra thành từng miếng mỏng một. Các bạn cứ thái những miếng mỏng như này cho đến khi hết tỏi của chúng ta. Thái tỏi mỏng đây mục đích là để cho tỏi nó khô ráo, rút nước nó dễ hơn. Các bạn ơi, như vậy mình đã thái xong tỏi rồi và thái được hai đĩa rất là to như này các bạn ạ. Đầy. Bây giờ mình sẽ quay trong lò vi sóng để những miếng tỏi của mình được khô ráo hơn. Nếu như các bạn không có lò vi sóng, chúng ta có thể phơi qua nắng tầm 3 đến 4 tiếng cho nước ở trong củ tỏi rút bớt đi. Sau đó chúng ta sẽ đem lên rang. Mình để trong lò vi sóng 2 tầng luôn các bạn ạ. Ở dưới là có một cái đế. Mình sẽ để công suất ở trung bình cao và trong thời gian 4 phút. Các bạn ơi, thời gian của chúng ta đã xong rồi. Bên mình sẽ lấy tỏi ra và cho lên chảo để sao. Tỏi của mình khi quay lò vi sóng nó đã xe lại như này rồi các bạn ạ. Các bạn bật chảo lửa vừa. Chúng ta sao lên để tỏi giòn và vàng đều, không cho dầu ăn nha các bạn nha. Các bạn có thể sao làm hai mẻ vì chúng ta có hai đĩa đầy rồi. Hơi nước đang bốc lên các bạn ạ. Các bạn cứ sao như vậy cho đến khi tỏi của chúng ta vàng đều và giòn thì tắt bếp và cho ra. Khi nào tỏi của chúng ta vàng vàng và se se lại như này, khô khô lại rồi thì chúng ta sẽ bật nhỏ lửa. Bật to lửa hoặc lửa vừa nó sẽ dễ bị cháy các bạn ạ. Một số miếng chín trước vàng giòn thì chúng ta sẽ nhặt ra cho ra bát trước. Nếu không thì đợi cùng với cả cái miếng chưa chín thì sau đấy nó sẽ bị cháy các bạn ạ. Nên miếng nào vàng giòn thì chúng ta sẽ cho ra trước. Lựa như này các bạn cũng cần phải kiên nhẫn một chút. Các bạn cứ rang như vậy cho đến khi hết tỏi của chúng ta thì thôi. Tỏi rất là thơm rồi các bạn ạ. Màu cũng đã vàng đều rồi. Các bạn như vậy tỏi của mình vừa rang khô đã được màu vàng rất là đẹp thế này, lại còn thơm nữa. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ để thật nguội, sau đó sẽ đem lên xay nhá. Khi tỏi đã nguội rồi, giờ mình sẽ cho vào máy xay. Các bạn chia làm 3 phần hoặc 4 phần. Các bạn cứ xay như vậy cho đến hết tỏi của chúng ta này thôi nhá. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái dây để chúng ta sẽ lọc bột tỏi qua dây cho nó mịn. Rất là mịn rồi các bạn ạ. Wow, mùi rất là thơm. Còn phần cục này, nếu mà chưa mịn được hết, lát nữa chúng ta sẽ xay lại. Các bạn ơi, như vậy là bột tỏi của mình đã hoàn thành rồi.